Thì hiện tại là Việt đang có mặt tại Nam Định và cụ thể là trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Ngạc Việt Audio. Hiện tại bây giờ là hơn 5 rưỡi sáng và trời còn chưa sáng hẳn. Thì hiện tại là Việt đã có một cái chuyến hàng rất là lớn, rất là to để xuống Nam Định. Nó đặt cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Nam Định một hệ thống âm thanh sân khấu hoành tráng. Và sau đây em xin phép lên đồ cùng với anh em và hẹn gặp lại các bác ở dưới Nam Định. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Làm Việt Audio. Thì hiện tại là Việt đang có mặt tại Nam Định và cụ thể là trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thì hôm nay là Việt có một cái thì hôm nay là Việt đã đặt một hệ thống dàn âm thanh Array cho trường, cho hệ thống sân khấu của trường. Thì hôm nay em sẽ đưa các bác và quý vị cùng vào xem chi tiết trong dàn âm thanh nó như thế nào. Bây giờ em sẽ mời mọi người vào trong. Và đây là phòng hội trường sân khấu của trường Cao đẳng Kỹ thuật Nam Định với cái yêu cầu rất cao về hệ thống âm thanh, nên Lạc Việt đã lắp đặt ở đây một cái cấu hình rất là mạnh và chất lượng. Khi bước ngay vào hội trường, quý vị có thể thấy ở phía cao đó là hai cái line array rất là khủng, mỗi bên gồm 4 con line array, tổng cộng là 4 cặp loa array DB LA212 với bát đôi 30. Với một cái hội trường dốc như thế này, ghế sau cao hơn ghế trước, thì việc xếp các loa array thành hình cánh cung và treo cao lên như thế này thì âm thanh sẽ trải đều khắp không gian. Bất kỳ vị trí nào khán giả đều có một cái trải nghiệm âm thanh nó tốt nhất. Và ngay ở hai bên sân khấu ở phía dưới, nó chính là 4 chiếc loa súp sân khấu bát đôi 50 DB LA218S. Đây là dòng loa điện thoại được Làm Việc Audio sử dụng rất nhiều trong các hệ thống sân khấu, cho âm thanh giải trầm mạnh mẽ, sống động. Tí nữa em sẽ test ngay cho các bác một đoạn nhạc DJ để biết là khi 4 con súp này đánh thì tiếng nó sẽ đầm và phê như thế nào. Và để âm thanh được đầy đủ và chi tiết hơn, là Việt còn lắp thêm 4 con loa bù, 4 con loa vệ tinh ở 4 khóc khán đài, đảm bảo bổ sung cái phần âm thanh để khán giả có thể nghe được chi tiết và đầy đủ nhất. Và trên sân khấu đó chính là cặp loa monitor hay còn gọi là loa kiểm âm DB CTX 115.
Giọng nói này có đặc điểm đó là có độ chính xác và độ chi tiết cao, nhất là ở giải mid, để người ở trên sân khấu có thể kiểm soát được cái phần trình diễn của mình sao cho tốt nhất. Tiếp đến đó chính là bộ thiết bị xử lý được đặt kín cái tủ kỹ thuật 16U này. Đầu tiên để đánh được dàn Naya Ray khủng như này thì lại phải sử dụng đến 3 chiếc cục đẩy 4 kênh King M4120P phiên bản 2021. Đây là dòng đẩy chuyên đánh ở mức công suất lớn và có độ ổn định cực kỳ là tuyệt vời, với nhiều cải tiến so với thế hệ trước đem lại chất lượng âm thanh tốt nhất. Tiếp đến là hai cục đẩy 2 kênh King M2120P với hai kênh 1000W mạch Class D sinh ra để sử dụng cho các sân khấu hội trường chuyên nghiệp như này, thì hai con đẩy này sẽ để đánh các con loa bù và cặp loa monitor trên sân khấu này. Bên trên các con cục đẩy nào là bộ xử lý DSP Driver Rack Notion AD48 với nhiều tính năng tích hợp như là bộ nén compresso này, phần tần crossover này, hay là chỉnh EQ, chưa kể là hỗ trợ là 4 đường vào và 8 đường ra, gọi là 4 in 8 out đó, và đặc biệt nó tùy chỉnh hoàn toàn bằng phần mềm máy tính, đem lại cái hiệu năng cho cái hệ thống này cực kỳ là chuyên nghiệp và cực kỳ là uy tín. Bộ micro được sử dụng trong dàn âm thanh này không ai khác đó chính là King MS9200PM. Đây là bộ mic được sử dụng rất nhiều trong cái hệ thống sân khấu, các hệ thống sự kiện được cung cấp cho quý vị trước đây, với đặc điểm là chất âm dày, mượt và nhẹ, đặc biệt là có độ ổn định cao với khoảng cách thu sóng lớn như ở trên sân khấu hay là như ở ngoài trời. Và trên cùng đó chính là bản mixer Dynacorp CMS1000, dòng mixer Đức quá quen thuộc với các bác làm âm thanh phải không ạ? Đây vẫn luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các hệ thống sân khấu chuyên nghiệp, các hệ thống âm thanh hội trường. Nó có khả năng xử lý tín hiệu này, trộn tín hiệu âm thanh từ mic này, từ các thiết bị nhạc này, vân vân, rất là tuyệt vời, rất là đảm bảo để các bác sử dụng và để hệ thống thiết bị trong cái tủ 16U này hoạt động ổn định nhất và an toàn nhất, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng các hệ thống quản lý nguồn. Ở đây là việc trang bị hẳn hai bộ quản lý nguồn King ATMS9 hỗ trợ tối đa 20 thiết bị điện khác nhau, đem lại cái sự ổn định và an toàn cho hệ thống điện với công suất lớn như thế này. Và không để quý vị chờ lâu nữa, hãy cùng trải nghiệm chất lượng âm thanh của bộ dàn này. Hãy
Vừa rồi quý vị đã xem án loa array cực khủng của Lạc Việt lắp cho trường cao đẳng kỹ thuật Nam Định. Nếu quý vị quan tâm đến những bộ dàn như vậy thì có thể lại bình luận ở phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Lạc Việt Audio. Nếu các bác thấy video này hữu ích thì ngại gì cho em một like và bấm đăng ký kênh để xem những video mới nhất đến từ Lạc Việt Audio. Video đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.